XPA 800, mặt phay nhôm anh em nhé. Em đi chơi ra ngoài trời nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, quay trực tiếp cho anh em. Dù trời hôm nay em quay buổi chiều nó sẽ hơi tối một chút này. Anh em từng chi tiết cái viền nhôm nhá. Đây, yeah, rất là đẹp luôn. Đấy, vệ sinh sạch sẽ, nhìn như mới luôn anh em ạ. Lô này quá đẹp. Đấy. 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 Mặt sau mở cho anh em xem luôn này. Đấy, nội thất anh em nhìn này, quá là khủng luôn. Ở đây thì nó đã sử dụng một cái nguồn rất là to, nguồn này là nguồn xuyến đồng 100% nha anh em nhé, biến áp được cuốn bằng dây đồng để nhằm cho nó cái nguồn lực để đánh ra đẩy nó rất là khỏe, mà chạy lâu nó sẽ không bị nóng đẩy. Đấy, kết hợp cùng với quạt tản nhiệt. Với cái quạt này thì nó là cái dòng quạt cảm biến anh em nhé, nó sẽ có điều tốc và sẽ quay theo cái cường độ đánh của anh em, mạnh yếu nó sẽ quay theo phù hợp cho với cái không gian sử dụng nhé. Cái thứ hai nó là về phần nguồn. Đặc biệt con này là nó chạy là 4 tụ anh em nhé, chạy 4 tụ. Nhưng mà toàn tụ của Ellison. Ellison là tụ của hãng Đức anh em nhé. Và chạy ở đây là 63V. Dung lượng tụ rất là cao, lên đến 15.000 microfarad. Anh em nhìn này, Ellison này, 15.000 microfarad nhé. Bình thường những con khác thì nó sẽ chạy có 8 tụ, nhưng mà tụ của nó dung lượng nhỏ, tụ có 63V nhưng mà dung lượng nó khoảng 8.000 thôi, nhưng con này là 15.000. Tụ nó rất là bền. Đấy. Và anh em chú ý là những cái đặc điểm anh mua, em mua. Ở đây là sò nó chạy này. Anh em nhìn trên những cái chân chở chân sò nó còn rất là sáng và bóng. Từng cái mối hàn luôn. Đấy, rất là sáng bóng này. Chi tiết luôn. Và mặt sau của cái con này thì nó sẽ có hai dơ le và sẽ có cái mạch nâng tiếng đằng sau này nữa anh em nhé. Mà rất là chi tiết cho anh em. Đấy, mình thể quay mặt sau. Đây. Đây là mặt sau của con này thì nó sẽ có hai cái cổng vào. Đây là hai cổng vào này. Đây là hai cổng linh nhá. Hai cổng linh em có thể linh ra để đánh đẩy, hoặc là có thể đánh linh ra con đẩy khác này, các chế độ khác nhau. Ở đây là sẽ có hai cái cần gạt, một là cần gạt để chế độ đánh này, Sitel, Parallel hoặc là Breaker, có thể dồn lên, hoặc là chế độ 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 nhạy tín hiệu đầu vào thì mình có thể gạt đây. Đấy, và đây là đầu ra loa. Đầu ra loa thì nó sẽ có hai dạng, một là dạng vặn xoáy này, hai là dạng cổ xoáy này. Ở hai cái dạng này thì anh em đấu vào đâu cũng được. Đấy, thì nó là thông nhau, nó sẽ thông nhau anh em nhé, thì mình đấu thế nào cũng được. Anh em có thể nhìn dây nguồn bãi này, trên dây nó sẽ dập luôn. Đấy, dập luôn cái số, cái chỉ số luôn. Đấy, cho anh em xem nguồn gốc xuất xứ của con đẩy này thì được sản xuất tại nhà máy ở China, Trung Quốc em nhé. Cái công nghệ này là công nghệ Mỹ, được nhập khẩu về và lắp ráp trên dây chuyền của công nghệ Mỹ, được sản xuất tại nhà máy đặt ở Trung Quốc. Đấy, và sử dụng nội địa Trung Quốc và bán về Việt Nam với hàng đã qua sử dụng, nên còn rất đẹp và mới anh em nhé. Ok, mình sẽ thử chất âm cho anh em ngay sau đây. Hello, xin chào các bác và quý vị đã quay lại với Nghĩa Audio. Hôm nay thì xin trân trọng giới thiệu với anh em một lô đẩy vừa mới cập bến tại Nghĩa Audio. Một trong những dòng đẩy bãi được bán rất nhiều tại Nghĩa Audio. Đây là dòng đẩy chạy mạch LH này anh em nhé. Đối với lô hàng này thì nó là một trong những cái lô hàng nó đẹp. Anh em có thể nhìn đây, đẹp xuất sắc luôn anh em nhé. Mặt phay nhôm trắng, và trong cái này nó sẽ có hai cái lỗ hút để hút tản nhiệt nhé. Với lô hàng lần này thì công suất nó rất là lớn. Như đây là một cái con đẩy XPA 800. XPA 800 thì nó sẽ là 800W một kênh em nhé. Đánh rất là khủng luôn. Với cái dòng mạch này thì nó chạy rất là bền, mà nó chạy cũng ít sò thôi, mà cho công suất rất lớn. Đấy, đặc trưng của dòng Club là như vậy anh em nhé. Với cái mặt máy màu nhôm đen này thì rất dễ cho anh em có thể phối ghép được những cặp loa màu đen cũng như màu trắng, là kết hợp là rất là đẹp, rất là thông dụng và nhìn nó sang trọng. Đây, em có thể quay nghe cho anh em đây.
Ở đây thì sẽ có cái mã là XPA 800, XPA 600. Đấy, nó có hai cái mã cho nó như vậy. Thì em xin báo giá luôn cho anh em. Đây là nếu anh em nào lấy con XPA 600 thì là giá 3,5 triệu. Còn XPA 600 3,5 triệu. Còn 800 là 4 triệu anh em nhé. Đối với con XPA 800 này thì bao cho anh em đánh 2 cặp bắt 30 thoải mái cho anh em nhé. Đấy, và sẽ được bảo hành 3 tháng cho anh em. Và cái dòng đẩy vãi này. Đấy, hàng rất đẹp nhé. Anh em có thể nhìn này. Nó óng ánh lên khi chiếu đèn vào. Đấy, rất là đẹp. Tất cả sản phẩm này bên em đã vệ sinh hết cho anh em rồi. Về chỉ sẵn dùng thôi. Đấy, rất là đẹp. Đấy, em sẽ quay nội thất các thứ cho. Nội thất còn rất là mới anh em nhé. Khi anh em mua hàng thì muốn sở hữu một con đẩy. Tất nhiên là đẩy bãi thì giá nó sẽ rẻ hơn là đẩy mới anh em nhé. Đấy, mà chất lượng hơn thì mình nên chọn những cái sản phẩm với cái ruột gan các thứ còn mới. Thì trước đó hay nói sẽ được sử dụng rất là ít. Anh em để ý những cái ruột nó mới, các cái chân IC, các cái chân sò, nó chưa bị oxy hóa thì là cái cường độ sử dụng trước đó của nó rất là ít. Nên anh em sử dụng sẽ được lâu bền. Đấy. Ok, không nói nhiều nữa, mình sẽ tháo cho anh em xem một con trong cái lô hàng này. Hàng sản phẩm cục đẩy bãi Professional Amplifier XPA 800. Đấy, mặt trắng phay nhôm. Đấy, ngọc trinh rất đẹp. Ok anh em, bây giờ mình đánh thử cho anh em xem luôn với con đẩy XPA 800. Đang quẩy thử cho anh em về đôi loa CF KP12 hàng nhập China anh em nhé. Xem các bác để ý này. Cái con này có cái núm là rất là đẹp anh em nhé. Anh em nhìn này, núm nhôm. Trong màn sương âm u khi chiều xuống, về đến hôm nào nghe đời thôi thương đau. Mong rất sáng là chắc em nhé. Rừng xanh thắm màu, khói sương hương đồi núi lan trong chiều sương. Thấp thoáng trong làn khói, mong ai dừng chân. Thắm thiết câu bỗng mơ, ôi rừng đồi hoang sơ. Chai anh em nhá, đánh chai đánh mộc từ đẩy này ra luôn này. Đấy, đưa ra từ điện thoại đưa ra vào nó đẩy luôn và ra loa luôn. Đấy, còn chưa qua các thiết bị khác như nâng tiếng lọc xì hay mang số anh em nhá. Đây nhằm cho anh em có thể thấy được cái tiếng chất âm mộc mạc của nó. Rất là bay tiếng và đánh chắc anh em nhá. Bao cho anh em đánh 2 cặp bát 30 ở trên cái con đẩy này. Đấy, anh em có thể kết hợp giữa 2 cặp bát 30 này hoặc là cặp bát 25. Làm sao mà mình có thể kết hợp được trong cái bộ dàn karaoke nhà mình. Còn về cái vấn đề là anh em có thể chọn cho mình một đôi loa nào cho nó phù hợp, hay là có thể ghép thêm những cái con vang hay con nâng hay là con lọc xì nào trong cái bộ dàn của mình nó hay hơn. Thì bên em đang có rất là nhiều những các sản phẩm khác nhau. Hàng mới có, hàng bãi có anh em nhé. Còn việc so sánh giữa là nên sử dụng vang cơ hay vang số thì mình đã nói rất nhiều trong các cái clip rồi anh em nhé. Về mặt chất âm thì vang số bao giờ nó nổi trội hơn. Những con vang số xịn thì nó sẽ nổi trội hơn nhiều so với những cái dòng vang cơ như thế này. Nhưng đối với những cái dòng vang cơ, hàng chính hãng và hàng trôi nổi nó cũng khác nhau rất là nhiều anh em nhé. Mong cho anh em có thể chọn được những cái sản phẩm chính hãng mà sử dụng cho nó an tâm. Đấy, thật nhiều anh em nhé. Còn anh em thích chơi súp hơi thì bên mình đang có là súp hơi 50, súp hơi 40. Loa, các loại loa B3, bát 25, bát 30. Còn đây là những cái dòng vang số bãi. Đấy, ví dụ như là 3G Audio, Theta K3, K3 cộng, HZ này. Đối với những con vang này thì giá của nó tầm, anh em có thể chơi tầm độ tầm 2 triệu trở lên. Như 2 triệu 2 hay là 2 triệu rưỡi, 2 triệu hoặc là dưới 1 triệu 9 cũng có anh em nhé. Thì mình sở hữu một cái dòng vang bãi như thế này để kết hợp vào một cái bộ dàn như kia. Đấy, mình có một bộ dàn để nghe karaoke rất là thoải mái, vô tư.
Và còn là cái dòng xoa loa CF này thì nhập khẩu nguyên chiếc từ China anh em nhé, anh em sử dụng hoàn toàn yên tâm. Đây, cái dòng này đã được test kiểm nghiệm trên các công trình rồi anh em nhé. Đấy, anh có thể nghe chất âm trực tiếp, em test qua điện thoại này. Con này thì nó sẽ có hai mã anh em nhé, một là con XPA 8800 này thì có cái giá là 4 triệu đồng, còn cái con mà XPA 600 thì công suất nó sẽ nhỏ hơn anh em nhé, thì bên mình đang bán 3,5 triệu. Đấy, cho anh em nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với Nghĩa Đô qua hai số điện thoại là 0934573743 và 0916683477. Nếu đáp dụng với anh em khi mua hàng qua website nghĩa đô.com thì anh có thể được tặng full phụ kiện và bao ship cho anh em trên toàn quốc. Đấy, với một cái mẫu hàng đẩy bãi này. Đấy, màu trắng rất là đẹp, rất là dễ phối với như kiểu là trắng đen này. Đấy, thì anh em rất là dễ phối đồ, nên là nó không lệch tông nhiều so với những cái sản phẩm cùng loại khác nhé. Đấy, ok, xin chào hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. À, mọi chi tiết thắc mắc anh có thể liên hệ số điện thoại 0934573743 để được giải đáp anh em nhé, và comment ý kiến của anh em xuống phần video dưới video này. Xin chào anh em.